xem cái lô cột Lim Ta. Lô cột Lim Ta này chắc là trên thị trường Việt Nam là chỉ còn duy nhất một lô này nữa thôi. Hàng ngày xưa từ khoảng mấy chục năm trước, coi nhìn to như đồng núi, khoảng 100 khối các bạn nhé, khoảng 100 khối đây, những cây cột Lim Ta. Các bạn nhìn vạc vạc ra cái này, đúng chất lim, đúng chất Lim Ta, đèn như sừng trâu luôn. Cột là cứ 30 33 này các bạn nhìn đấy. Các bạn nhìn cái tòm gỗ nó mịn như gỗ chắc. Chắc lô này cũng không còn được lô thứ hai ở trên thị trường này nữa. Quá kinh khủng luôn. Lô lim nó dài khoảng 7 đến 8 mét để nó phải thông từ đầu này sang đầu kia các bạn nhìn. Dài thông từ đầu này sang đầu kia. Đấy, đây còn nguyên các cái Lim Ta 100%. Đủ làm nhà dầm xà con trồng kẻ truyền. Đây, to đúng như đồng núi luôn anh em. Đúng là quá ghê gớm lô Lim Ta. Hàng độc nhất trên thị trường hiện nay. Độc nhất trên thị trường hiện nay. Anh vạc của em phát cái này ra này. Vạc cái chỗ mốc mốc này ra cái cho anh em là nhìn. Chỗ mốc mốc. Đây. Ở đấy. Messi. Đấy, đấy, sợ. Ôi, tòm gỗ nó mịn nhỉ. Vạc vạc ra thêm tí nữa cho anh em là nhìn cho nó dễ. Ok. Đấy. Rắn, rắn nhỉ. Quá rắn. Ui, nhìn tòm gỗ này. Mịn lừ luôn nhỉ. Như sừng trâu. Như sừng trâu. Sừng tiếp phát này. Ở đây, vạc tiếp phát này ra. Xem. Đấy, nhìn thì mốc mốc cái này thôi anh em nhé. Ôi trời ơi. Làm cháy cưa anh. Cháy cưa. Đứng từ xa nhìn cái lô gỗ. Ôi trời ơi. Đẳng cấp không? Không có trên thị trường này. Các bạn. Đây nhá. Không có trên thị trường. Quá ghê rồi đây. Nó dài. Dài tít sâu ở bên trong kìa. Các bạn nhìn. Đấy. 7-8 mét hết luôn. Lô gỗ nó to.